Khi bạn xem một video, nội dung là thứ khiến nó hấp dẫn. Và ai biết được, một tô bỏng ngô đơn giản thực sự có thể tạo bối cảnh cho một khoảnh khắc kỳ diệu. Có vẻ như những bàn tay này đang yêu kìa. Thật buồn là cả hai đều thuộc về cùng một người. Đừng đánh giá Amy. Bạn cùng phòng của cậu làm gì lúc rảnh rỗi là việc của cô ấy? Ngay cả khi việc đó là tự làm bạn trai của riêng mình để quay clip câu view. Nhân tiện, bỏng ngô này ngon nhỉ? Nếu bạn là một người thích sạch sẽ, thì bạn biết rằng đôi khi có thể mất hàng giờ để làm sạch những nơi đơn giản nhất như phòng tắm. Ồ, chào cái xinh. Chà, mọi thứ trông sạch sẽ tinh tươm rồi đấy. Cuối cùng cũng có thể thư giãn và thực hiện mục đích thực sự của mình rồi. Ôi, tốt hơn là lau bệ ngồi một lần nữa sau những gì tôi vừa làm ở đó. Và không có gì giống như mẹo hà hơi cổ điển để đảm bảo cửa kính của bạn sạch sẽ và không bị đốm bẩn. Được rồi, khi tôi xử lý xong chiếc gương này, cuối cùng tôi cũng có thể đi. Gì, nó siêu sạch mà thế không? Tôi sẽ là người đánh giá điều đó. Sao mình không biết bạn cùng phòng là cảnh sát vệ sinh nhỉ? Ồ, cậu chưa thấy hết đâu. Nếu bạn muốn xem mọi thứ thực sự sạch sẽ như thế nào, đèn tối tạm thời chắc chắn sẽ khiến mọi thứ rõ ràng hơn một chút. Đơn giản chỉ cần đặt băng dính trong trên ống kính của điện thoại máy ảnh của bạn và tô màu xanh đậm lên. Chỉ cần bật đèn pin và tắt đèn phòng và để phép thuật bắt đầu thôi. Ái chà, những thứ màu xanh lá đó là chất bẩn hả? Xém chút nữa là tôi ăn trong bồn tắm vì sạch sẽ ấy. Thật sai lầm. Ôi trời, tôi không bao giờ sử dụng cái bồn rửa đó nữa. Nhìn vào thứ đó kìa. Và bây giờ là màn kết long trọng. Bồn cầu. Trời ơi, thật là kinh tởm. Không có xà phòng nào trên đời có thể đảm bảo với tôi rằng thứ này đủ sạch để ngồi. Làm ơn làm nó dừng lại đi. Bạn đã bao giờ ước mình có thể quay được cảnh ai đó chụp lấy ánh sáng và truyền cho bạn chưa? Vâng, với thủ thuật máy ảnh thú vị này, bạn hoàn toàn có thể. Muốn thử không, Sophia? Nhưng tại sao lại giới hạn bản thân trong những đốm sáng khi bạn có thể nạp năng lượng cho cả chiếc đèn khổng lồ này? Quả là một cách nhìn mới mẻ về câu tạo ra ánh sáng nhỉ? Được rồi, chúng ta hãy quay lại chút và mổ xẻ thủ thuật tuyệt vời này, được không? Trước hết, khi bạn bắt được ánh sáng, hãy nhấp vào chế độ đèn pin trên điện thoại của bạn. Sau đó, nhờ ai đó bật đèn bằng công tắc dưới chân khi bạn ném ánh sáng vào nó. Lại gần hơn một chút. Các cậu đang thì thầm điều gì thế? Xin chào anh chàng nhỏ bé. Sophia. Ô này, cậu muốn chụp ảnh không? Dừng lại ở đó. Hoàn hảo rồi. Ồ, ảnh này đẹp ghê ta. Nhưng bức ảnh đẹp nhất vẫn chưa được chụp đâu. Tôi hy vọng Sophia mang theo một chiếc khăn bên mình. Ôi, nghe vào mặt. Người ta vẫn nói những bức ảnh đẹp nhất phải biết kể chuyện mà, đúng. Được rồi, ngay bây giờ. Ha, người nhẹ đến giải cứu. Thư. Hoàn hảo, Sophia, cùng xem nào. Thứ này có gì đặc biệt cơ chứ? Tôi chỉ trông giống như đang cải trang thôi. Hoa. Này, tại sao chúng ta không thay đổi ống kính? Chụp toàn cảnh sẽ hiệu quả đấy. Hãy thử nó đi. Được rồi, chúng ta làm thôi. Bắt đầu bằng cách xoay lên trên như thế này. Đừng lo lắng về việc di chuyển quá chậm. Giơ tay lên. Nó trông như thế nào? Người nhện đã đến rồi. Giác quan nhện của tôi đang nói rằng đến lúc ôm rồi. Một ngày nữa, một tiết học nữa, có đúng không nhỉ? Chỉ là tôi thấy vậy hay là hai chiếc ba lô đó trông giống hệt nhau? Trời đất, tôi sẽ không mua món này nếu biết những người khác trong trường cũng có nó đâu. Cái ba lô ngu ngốc. Có vẻ như hai cô nàng này đã mua sắm tại cùng một cửa hàng văn phòng phẩm rồi.
Người ta nói bắt chước chính là cách lấy lòng chân thành nhất. Bạn có nhận ra là tôi đã cắt kiểu tóc giống như của bạn không? Đủ rồi, tôi sẽ không chịu đựng thêm nữa. Tôi có thể không mua được ba lô mới, nhưng tôi có thể thay đổi mái tóc của mình, ít nhất là cho ngày hôm nay. Sau khi buộc tóc đuôi ngựa, lấy từng lọn nhỏ và quấn xung quanh chiếc kẹp làm xoăn của bạn. Giờ hãy giữ nó đó trong khoảng 10 giây. Rất nhanh chóng, bạn sẽ có những lọn tóc xoăn tuyệt đẹp. Bạn thấy sự biến đổi nhanh gọn này thế nào? Yeah, Lana, bạn trông thật tuyệt vời và hoàn toàn khác so với lúc trước. Được rồi, chúng ta hãy thử lại lần nữa nhé. Wow, mái tóc của bạn trông đẹp thật. Bạn làm thế nào mà nhanh thế? Bạn biết đấy, chỉ cần uốn một chút ở đây, rồi uốn một chút ở kia thôi. Các cô gái thông minh đều biết rằng, việc thay kiểu tóc thật nhanh có thể khiến bạn cảm thấy mình như thể một người con gái khác vậy. Wow, gần đây bạn có hay soi gương không Lana? Có vẻ như ai đó đã trở thành nạn nhân của một ngày tóc xấu rồi. Nhưng đừng lo, cô nàng thông minh này đã có một giải pháp thậm chí còn thông minh hơn. Bạn có biết nếu bạn xịt gôm xịt tóc lên bàn chải đánh răng thì bạn có thể chải lại những lọn tóc xù khó chịu không? Đúng thế, chỉ cần một vài đường chải nhỏ là tóc của bạn có thể chuyển từ tệ thành tuyệt trong vài giây. Bạn đã bao giờ tự hỏi mình sẽ như thế nào với mái tóc xoăn dễ thương chưa? Tóc mình sao lại như vậy nhỉ? Được rồi, không có khi nào phù hợp hơn lúc này để thử kiểu tóc mới. Mình chỉ cần lấy mái kẹp tóc rồi quấn nó lại như thế này. Chả ích gì cả. Ôi trời. Tớ nhờ cái gương của cậu chút thôi nếu cậu không phiền. Này, cho tớ mượn cây chì kẻ mắt chút được không? Tóc xoăn ơi, ta đến đây. Thật đơn giản, chỉ cần quấn một lọn tóc quanh bút chì như vậy. Sau đó, dùng tay kia cầm máy kẹp tóc, ấn vào phần tóc đang quấn quanh cây bút chì. Wow, xem kìa, xoăn tít rồi. Nhanh thôi, bạn sẽ biến toàn bộ tóc trên đầu trông như thế. Ôi trời, cậu trông rất tuyệt với kiểu tóc này đấy, Sophia. Ồ, trả bút chì cho cậu nè, Lana. Wow, Sophia, mái tóc của cậu y hệt như trong bức hình. Và bây giờ không chần chừ thêm nữa, selfie thôi nào. Đôi khi, bạn đang làm việc thường ngày, suy nghĩ về vấn đề của bản thân thì muốn rắc rối mới từ đâu bỗng nhiên xuất hiện và đánh vào mặt bạn. Au, chắc là đau lắm đấy. Ôi trời, làm sao mà Lana lại không nhìn thấy mình đứng đó nhỉ? Chà, mình đoán là vừa đi vừa nói có thể không phải là một ý hay. Ồ, cú va chạm đã để lại dấu vết khá rõ ràng phải không? Trừ khi mình hoàn toàn có thể dùng băng đô để che nó đi. Đầu tiên, xõa tóc của bạn ra thế này để nó không bị buộc lại. Sau đó, lấy một chùm tóc ở ngay trên trán của bạn như vậy và buộc nó lại thành một lọn tóc nhé. Một khi đã làm xong, hãy tạo một lỗ nhỏ ngay dưới phần dây buộc tóc và luồn tóc qua nó. Cẩn thận cho tóc lên trước trán để tạo kiểu mái ngố thời thượng. Nhớ dàn đều tóc ra một chút để khiến chúng trông tự nhiên nhất có thể. Đừng quên đeo băng đô lại để che đi phần dây buộc tóc nhé. Vào lớp thôi nào, còn lâu mới thắng được tớ nhé. Tủ khóa ngốc nghếch. Ngắn, dài, dày, mỏng, thẳng hoặc xoăn. Chúng ta đều có tóc và trong khi tất cả chúng ta đều có tóc mỏng trên đầu, một vài người lại giỏi hơn trong việc xử lý chúng hơn người khác. Đó là lý do tại sao chúng tớ đã tập hợp các bí kíp tuyệt vời với tóc để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn. Nhưng hãy cẩn thận, vài trong số những bí kíp này đòi hỏi một chút luyện tập trước khi trở nên hoàn hảo. Wow, Olivia, hẳn là cậu biết cách giãn cơ đấy. Tôi đoán là không có lúc nào hơn lúc này hết. Giãn cơ nào? Bạn muốn biết bí quyết giãn cơ chuẩn bài không? Góc máy quay. À, thủ thuật máy ảnh, đúng không nào? Bí mật nhỏ của chúng ta được chứ? Để khiến bạn bè phải trầm trồ nhé. I give it all, I give you my life, I give you my soul, and I know that you keep it safe, forever, for all future days, wherever you go. Wow, ai mà biết được Olivia lại có giọng hát oanh vàng như thế. Và với một chiến hữu ngay bên dưới đang quạt tóc bạn lia lịa, bạn sẽ giống như Celine Dion trong các video âm nhạc nổi tiếng của bà.
ngoài ghê. Đợi đã, tôi đang lơ lửng ư? Chuyện gì thế này? Tạm biệt Vicky. Được rồi, trong nước đó có cái quái gì vậy? Cẩn thận đầu của bạn. Này, thời tiết ở đó thế nào? Ok, Vicky không thực sự lơ lửng đâu. Bạn muốn biết hậu trường cách thực hiện thủ thuật này không? Đầu tiên, bạn phải vờ như mình thực sự bắt đầu lơ lửng. Kiễng chân lên, chú ý góc quay camera chưa bắt được nhé. Và đừng quên, tỏ vẻ ngạc nhiên và sửng sốt nữa. Đối với bàn chân, hãy cách ly chúng khỏi màn hình để bạn không thể nhìn thấy rằng mình đang ngồi trên bàn. Bây giờ, đứng lên ghế trong khi chỉ phần trên cơ thể của bạn đang được quay lại. Thấy chưa? Trông như bạn đang lơ lửng thật đấy. Bám chặt vào các cô gái. Chà, không gì bằng dành buổi chiều vui chơi ngoài trời đúng không? Trong những ngọn núi kìa, hãy lại gần chúng để kịp ngắm hoàng hôn nào. Ok không? Wow, nhìn xem mọi thứ thực sự trông như thế nào phía sau hậu trường nhé. Chừng nào bạn không bị lộ chân, bạn hoàn toàn có thể khiến người ta nghĩ rằng bạn đã cưỡi ngựa cả ngày trong bộ phim miền Tây của riêng bạn đấy.